Chào các bạn đến kênh xe bung cách 24 giờ. Quasiki Ninja 300 phiên bản kỷ niệm 30 năm độ cực chất. Bên cạnh dàn áo xanh lá trắng đầy nổi bật ở phiên bản kỷ niệm 30 năm, mẫu Ninja 300 đến từ Baker Thái Lan trở nên chất hơn khi được trang bị một số đồ chơi đơn giản nhưng không kém phần phong cách. Quasiki Ninja 300 phiên bản kỷ niệm 30 năm độ cực chất. Khoác lên bộ cánh xanh lá trắng đầy nổi bật ở phiên bản kỷ niệm 30 năm, chiếc Ninja 300 của một Baker đến từ Thái Lan trở nên phong cách hơn khi được trang bị hàng loạt đồ chơi ấn tượng. Đầu tiên phải kể đến bộ kính chắn gió khá to được ốp carbon fiber đến từ thương hiệu Motif. Dàn ghi đông trên xe cũng được thay thế với trọng tâm thấp hơn theo phong cách của Lipon. Bên cạnh đó hệ thống phanh cũng được nâng cấp với cụm phanh Racing Boy. Cùng với đó cặp tay thắng Motif màu đỏ với cụm bao tay RZM Racing gùi xéo Rizona. Điểm nhấn trên bình xăng đến từ miếng dán decal xương cá chính hãng của Kawasaki. Nhìn từ xa gác chân màu vàng CNC tạo điểm nhấn mạnh cho chiếc xế. Phần đuôi sau phong cách hơn khi bỏ phát biển số zin, thay vào đó là bộ phát gọn gàng đến từ Motif. Sức mạnh của chiếc xe là trang bị động cơ xanh đôi 296cc, sinh ra công suất 39 mã lực và mô men xoắn cực đại 29 Nm đi cùng hộp số sắc cấp. Cuối cùng âm thanh động cơ đầy quy lực phát ra từ ống xả của Tuprader. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại clip tiếp, nhớ like hoặc share và subscribe.